Cà phê giảng. Cà phê giảng. Cà phê giảng nằm ở số 39 Nguyễn Hữu Huân là một trong những thương hiệu cà phê lâu đời nhất ở Hà Nội. Cà phê giảng được cụ Nguyễn Văn Giảng mở vào năm 1946. Cho đến nay, cà phê giảng đã có hơn 70 năm lịch sử. Trong thực đơn có rất nhiều đồ uống, nhưng nổi tiếng nhất là cà phê trứng. Cụ Nguyễn Văn Giảng là người đầu tiên sáng tạo ra cà phê trứng. Trước đây, do thiếu sữa nên cụ đã nghĩ ra cách dùng trứng để pha chế và thế là cà phê trứng được ra đời. Đến bây giờ thì cà phê trứng giảng đã nổi tiếng trên khắp thế giới. Nếu bạn đến Hà Nội thì đừng quên thưởng thức cà phê trứng giảng nhé. Cà phê giảng nằm ở số 39 Nguyễn Hữu Huân là một trong những thương hiệu cà phê lâu đời nhất ở Hà Nội. Cà phê Giảng nằm ở số 39 Nguyễn Hữu Huân là một trong những thương hiệu cà phê lâu đời nhất ở Hà Nội. Cà phê Giảng được cụ Nguyễn Văn Giảng mở vào năm 1946. Cà phê Giảng được cụ Nguyễn Văn Giảng mở vào năm 1946. Cho đến nay, cà phê giảng đã có hơn 70 năm lịch sử. Cho đến nay, cà phê giảng đã có hơn 70 năm lịch sử. Trong thực đơn có rất nhiều đồ uống, nhưng nổi tiếng nhất là cà phê trứng. Trong thực đơn có rất nhiều đồ uống, nhưng nổi tiếng nhất là cà phê trứng. Cụ Nguyễn Văn Giảng là người đầu tiên sáng tạo ra cà phê trứng. Cụ Nguyễn Văn Giảng là người đầu tiên sáng tạo ra cà phê trứng. Trước đây, do thiếu sữa nên cụ đã nghĩ ra cách dùng trứng để pha chế. Và thế là cà phê trứng được ra đời. Trước đây do thiếu sữa nên cụ đã nghĩ ra cách dùng trứng để pha chế và thế là cà phê trứng được ra đời. Đến bây giờ thì cà phê trứng giảng đã nổi tiếng trên khắp thế giới. Đến bây giờ thì cà phê trứng giảng đã nổi tiếng trên khắp thế giới. Nếu bạn đến Hà Nội thì đừng quên thưởng thức cà phê trứng giảng nhé. Nếu bạn đến Hà Nội thì đừng quên thưởng thức cà phê trứng giảng nhé. Cà phê giảng Cà phê giảng nằm ở số 39 Nguyễn Hữu Huân là một trong những thương hiệu cà phê lâu đời nhất ở Hà Nội. Cà phê Giảng được cụ Nguyễn Văn Giảng mở vào năm 1946. Cho đến nay, cà phê Giảng đã có hơn 70 năm lịch sử. Trong thực đơn có rất nhiều đồ uống nhưng nổi tiếng nhất là cà phê trứng. Cụ Nguyễn Văn Giảng là người đầu tiên sáng tạo ra cà phê trứng trước đây do thiếu sữa nên cụ đã nghĩ ra cách dùng trứng để pha chế và thế là cà phê trứng được ra đời đến bây giờ thì cà phê trứng giảng đã nổi tiếng trên khắp thế giới nếu bạn đến hà nội thì đừng quên thưởng thức cà phê trứng giảng nhé